không một nguồn thu nhập để báu víu, không một người thân dưới mái nhà. Nhiều tháng qua với ông Võ Văn Sinh, gói mì, bát cháo của bà con xóm giềng, thôn Đà An, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng mỗi ngày chính là nơi bám víu duy nhất cho ông qua những tháng ngày bệnh tật. Ông Sinh đã sống bao nhiêu năm neo đơn trong nếp nhà này. Nhưng 5 năm trở lại đây, khi tật bệnh mỗi ngày một nặng, ông không thể làm lụng để trang trải cuộc sống dù là giản tiện nhất. Một căn bếp sập xệ đã rất lâu rồi, không thể đỏ lửa, cũng chẳng còn an toàn để có thể vào trong. Một người già neo đơn, bệnh tật, không vợ, không con, người thân đều khó nghèo, đang bám víu vào những tia hy vọng cuối cùng ở sự yêu thương, san sẻ của bà con địa phương. Một chút sẻ chia, những tấm lòng gộp lại nơi những tấm lòng trao đi chính là niềm an ủi, hạnh phúc vô giá đối với ông Sinh, một số phận hẩm hiu suốt cả cuộc đời. Nhiều khi là 10.000 bạc, nói chung là những người có thì họ thấy không ra gì. Cho những người riêng bản thân tôi hoặc là những cái người mà khó khăn đây là nói ra là mua 2-3 cái trứng ăn là phải cũng to thôi chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà cái đó là cái tấm lòng bà con ưu ái cho mình thì mình cũng làm sao mình cố gắng qua những cái ngày khó khăn này. Nếu sự thương tình của chòm xóm địa phương đang đưa ông Sinh vượt qua mỗi ngày lay lắt trong những cơn đau bệnh, thì những tia nắng ấm tình người từ khắp nơi gửi tới đã nhen lên trong ngăn nhà ấy, những hơi ấm, xua bớt đi những hiu quạnh và bế tắc. Cùng bà con láng giềng sẽ sang với ông qua những tháng ngày tưởng chừng như càng lúc càng bế tắc. Thay mặt gia đình địa phương đây, thấy chương trình về đây làm được những cái này thì chúng ta thấy quá ý nghĩa và coi như là tốt cho địa phương. Địa phương cũng là thấy như vậy là quá tốt. Hồi xưa giờ nói chung vùng này bây giờ rất khó khăn, chương trình cũng ít, nhưng mà bây giờ đây có chương trình về thì mong chương trình thì cũng cố gắng thường xuyên hơn, coi như là về để các vùng sâu vùng xa như vùng khó khăn này để mà tạo điều kiện cho bà con những hội viên hộ khó khăn. Bao nhiêu sự quan tâm, ông Sinh gói ghém hết trong tâm can mình. Tất cả tình cảm ấy từ những người xa lạ với những người già neo đơn bệnh tật như ông thấy thật gần gũi và quý giá vô ngần. Nó cũng giúp ông vượt qua những tháng ngày tuyệt vọng nhất và nhen lên những tia sáng giữa đời.